chính tổ liên minh của hai kẻ đồng sàng dị mộng, mầm đại loạn đang được nhen nhóm. Tô Lâm đã tốn rất nhiều thời gian nấp dưới trướng của ông Nguyễn Phú Trọng để xây dựng vây cánh trong Bộ Công an. Đến nay, Tô Lâm cũng chỉ tin tưởng những người gốc Hưng Yên mà thôi, hoặc những người có mối quan hệ thân hữu với ông ta. Và có lẽ chỉ có những con người gốc Hưng Yên được ông Tô Lâm nâng đỡ và cất nhắc trong thời gian dài mới là người sát cánh cùng Tô Lâm. Ở trong Bộ Công an, Tô Lâm gặp Phạm Minh Chính từ rất sớm, nhưng hai người này chưa bao giờ là đồng minh của nhau. Họ luôn là đối thủ cạnh tranh từng chút một. Nếu năm 2011 mà Phạm Minh Chính không rời Bộ Công an, thì chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an sau khi ông Trần Đại Quang rời đi sẽ là cuộc chiến chí tử giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, đấy chỉ là nếu, vì thực tế Phạm Minh Chính sẽ đi theo một hướng khác. Sự bắt tay giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính trong thời gian gần đây được đánh giá là chỉ mang tính thời điểm. Bắt tay nhau mà chẳng trợ lực gì cho nhau, một kẻ làm hết, còn người còn lại thì núp lùm chờ thời. Việc thổi bay chiếc ghế Chủ tịch Quốc hội của ông Vương Đình Huệ là do một mình Tô Lâm thực hiện, còn dấu ấn của Phạm Minh Chính thì rất mờ nhạt. Có lẽ Tô Lâm và Phạm Minh Chính bắt tay nhau chủ yếu để loại nhân vật đang ở gần gai vàng nhất và cũng để né tránh đối đầu cùng một lúc hai đối thủ. Phạm Minh Chính không muốn vừa đối đầu với Vương Đình Huệ, vừa đối đầu với Tô Lâm, và Tô Lâm cũng như vậy. Sau khi loại Vương Đình Huệ rất nhanh chóng, thì nhiệm vụ tiếp theo của Tô Lâm là hạ bệ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một khi ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi đó, thì Tô Lâm và Phạm Minh Chính còn cần phải liên minh với nhau. Bởi nếu hai người này choảng nhau, thì phe ông Tổng sẽ lại trỗi dậy, và người hưởng lợi nhiều nhất sẽ là Đại tướng Lương Cường. Việc ông Trọng quyết bám ghế đến cùng đã tạo ra mầm loạn ở thượng tầng chính trị Việt Nam. Ông chưa bao giờ từ giã chính trường, nhưng mầm bất ổn hậu Nguyễn Phú Trọng đã và đang rõ nét hơn bao giờ hết. Đấy là mầm loạn xuất phát từ hai nhân vật đang có tham vọng đoạt ghế Tổng Bí thư. Giả sử ông Nguyễn Phú Trọng chết đi thì còn có liên minh Phạm Minh Chính và Tô Lâm nữa hay không? Đây là câu hỏi được đặt ra. Hậu Nguyễn Phú Trọng thì chẳng còn lý do gì để hai đối thủ này tiếp tục bắt tay nhỏ nữa. Khi đó rất có thể họ đã chuyển sang đối đầu và thượng tầng chính trị lại có cặp đấu mới sống mái với nhau. Tô Lâm là người gây ra rất nhiều tai tiếng, từ thành phần trong đảng cho đến cả người dân đều không ưa ông này. Ông bị đánh giá là người tàn bạo, bất chấp luật pháp, tham ăn theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là một hung thần đối với cả 100 triệu dân lẫn 5 triệu đảng viên. Nhưng dù ông không được ủng hộ cả trong dân lẫn trong đảng, thì cuối cùng cũng không ai ngăn cản được thế lực của ông bành trướng và thâu tóm quyền lực. Với một Tô Lâm như thế, nếu Phạm Minh Chính không bất chấp luật pháp và bất chấp luật đảng, thì khác nào tự trói tay mình trước Tô Lâm đây. Cho nên, hậu Nguyễn Phú Trọng không chỉ có thế lực Tô Lâm, mà các thế lực khác cũng sẽ đi tới lối mòn cho Tô Lâm tạo ra để tồn tại trong chốn cung đình đầy cạm bẫy. Đối với Tô Lâm, chỉ có quyền lực là muôn năm, và chắc chắn đối với Phạm Minh Chính cũng như thế. Sẽ không có ngoại lệ nào cả, không ai vì lợi ích chung, mà ai cũng chỉ vì lợi ích cá nhân và phe nhóm của mình. Luật chơi quyền lực muôn năm khiến cho thế lực không bao giờ liên minh được lâu bền. Đấu trường nào cũng là luật chơi của nó, nhưng đấu trường ở thượng tầng chính trị Việt Nam chẳng có luật chơi nào cả, luật duy nhất là luật của kẻ mạnh, nên ai cũng muốn mình mạnh nhất, bất chấp thủ đoạn. Đấy chính là mầm mống của đại loạn thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo chấm d với bản tin Thủ tướng và Tô Lâm liên minh của hai kẻ đồng sàng dị mộng, mầm đại loạn đang được nhen nhóm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm d. Phó tổng lúc sắp tàn, Lương Cường lại thua Phan Văn Giang một bản. Hồi đầu năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò chủ tịch nước đã phong hàm đại tướng cho Lương Cường và Tô Lâm cùng một lượt. Lúc đó Tô Lâm đang là Bộ trưởng Bộ Công an,
còn Lương Cường là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Trọng dự định cơ cấu cho ông Lương Cường làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay cho Ngô Xuân Lịch nghỉ hưu. Tại đại hội lần thứ 13 có hai trận thư hùng lớn. Trận thứ nhất giữa Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ tranh ghế Thủ tướng. Trận thứ hai là giữa Phan Văn Giang và Lương Cường tranh ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ở trận đầu, Vương Đình Huệ bất ngờ thua Phạm Minh Chính và phải nhận giải an ủi là chức Chủ tịch Quốc hội. Ở trận thứ hai, Phan Văn Giang giành chiến thắng ngoạn mục khi ông chỉ mới mang hàm Thượng tướng. Thế là Lương Cường đành phải ngậm ngùi ngồi lại ghế chủ nhiệm Tổng cục Chính trị để mà chờ thời. Mãi đến tháng 5 năm 2024, khi Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị đánh cho gãy ghế, thì ông Lương Cường mới có cơ hội chám vào vị trí mà bà Mai để lại. Được biết, vị trí Thường trực Ban Bí thư được xếp thứ 5 chỉ sau Tứ trụ. Vị trí này còn cao hơn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Nếu ông Lương Cường nắm vị trí này sớm hơn, có khả năng ông chiếm lợi thế trước Phan Văn Giang trong cuộc đua vào Tứ trụ nhiệm kỳ tới vào năm 2026. Tuy nhiên, việc ông Cường đã phò Tổng Bí thư tại thời điểm này được xem là quá muộn, bởi thời gian của ông Tổng xem như sắp hết. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông Trọng kéo Lương Cường về Ban Bí thư giao cho chức Thường trực Ban Bí thư như cách để chặn đứng những đòn đánh của ông Tô Lâm nhằm vào phe của Đảng. Với vị thế là tướng quân đội, ông Lương Cường miễn nhiệm với bộ máy điều tra của Tô Lâm. Tuy nhiên, lợi thế của ông cũng chỉ đến đấy. Ông không có trong tay bộ máy điều tra, không thể tìm ra chứng cứ có thể lật ngược tình thế với Tô Lâm. Chỉ có thể thủ mà không thể công, ông Lương Cường sẽ rất vất vả để leo lái Ban Bí thư. Như vậy, về phòng ông Tổng Bí thư lúc này, ông Cường chỉ gánh vác thêm nhiệm vụ nặng nề, còn phần hưởng lợi gần như không có. Mà Ban Bí thư có nguy cơ sẽ giã đám nếu ông Trọng chết bất ngờ. Với tình trạng sức khỏe hiện nay, việc ông Trọng về chầu các mass ngay trong năm nay cũng là rất cao. Khi ông Tô Lâm đánh dụng ông Võ Văn Thưởng, rồi đến ông Vương Đình Huệ và sau đó là bà Trương Thị Mai, nếu ông Phan Văn Giang liên kết với ông Nguyễn Phú Trọng ra tay tấn công ngược vào Tô Lâm thì rất có thể tình thế hiện nay đã khác đi. Có vẻ như ông Trọng đã cầu cứu Phan Văn Giang và ông Giang cũng đã cho điều tra công ty Xuân Cầu của ông Tô Dũng, em trai Tô Lâm. Nhưng dường như Phan Văn Giang chỉ làm cho có, làm để vừa lòng ông Tổng, chứ không phải làm rốt ráo vấn đề. Trong chuyến thăm của ông Putin đến Việt Nam, ông Phan Văn Giang đã tháp tùng ông Tô Lâm ở vị trí cánh tay phải của Chủ tịch nước, cùng tham gia hội đàm với phái đoàn Nga, khả năng cao tướng Giang chọn Tô Lâm, chứ không phải chọn Nguyễn Phú Trọng. Thật ra nếu nghĩ xa, không ai sẽ đi chọn vỏ ông Trọng vào lúc này cả. Bởi nếu sức mạnh chính trị của ông Trọng vẫn đảm bảo, thì sức khỏe của ông cũng sẽ không cho phép ông ngồi chiếc ghế quyền lực lâu hơn nữa. Giờ đây, nếu biết chọn phe mà chơi, thì đấy sẽ là cơ hội để tiến thân trong nhiệm kỳ tới đây. Còn nếu chọn nhầm phe thì rất có thể sự nghiệp chính trị sẽ bị chôn vùi. Với những gì đã và đang diễn ra cho thấy, một lần nữa Lương Cường lại đi nước cờ sai trước đối thủ Phan Văn Giang, ít nhất là cho đến thời điểm hiện nay. Việc ông Lương Cường nhận trách nhiệm uốn nắn ông Tô Lâm vào khuôn khổ xem ra là việc quá sức với ông đại tướng quân đội này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Phó Tổng lúc sắp tàn, Lương Cường lại thua Phan Văn Giang một bản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de